xin chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh của Trúc Phương nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay Phương không có đi ra ngoài đồng, lý do là quê Phương mấy hôm nay do ảnh hưởng của bão á, nên là nước ngập dâng lên rất là lớn luôn cả nhà. Hiện tại bây giờ là trời đang mưa lâm râm nữa. Hôm nay Phương với mẹ phải ở nhà để mà mình lót cái đường đi. Khi hổm mà Phương có lót mấy cục gạch ống, cả nhà có thấy trên clip đó, hôm nay là nước lớn hơn nữa, rồi gạch ống là nó ngập hết trơn luôn rồi cả nhà. Bây giờ thì mình phải đẩy gạch vô, rồi mình phải thêm gạch nữa. Thì hồi sáng này Phương với mẹ cũng có đẩy vô một mớ nữa rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ chắc lên thêm một lớp nữa là thành hai lớp. Cả nhà coi cái chỗ cái sàn nước của Phương này nè, nước ngập lên hết trơn luôn rồi cả nhà. Đáng lý ra thì Phương cũng không có định quay clip lên nữa cả nhà, do là không có ra đồng, không có săn bắt gì hết. Nhưng mà Phương nghĩ là đây cũng là một cái công việc hàng ngày và diễn ra của Phương, cho nên là Phương quay lại để chia sẻ với cả nhà luôn. Nước bây giờ thì ngập lên rất là nhiều cả nhà ơi. Hai cả nhà xem nè, bờ hõm thì Phương chắc lên được một lớp. Bờ hõm thì nói cái xem xét thôi, cái đường này chưa có ngập, bây giờ thì ngập lên luôn rồi. Bây giờ là nước đây sắp lên là bắt đầu sẽ lên rất là nhiều luôn cả nhà. Chiếc chiếc Phương thả trong đây nè cả nhà, do bây giờ nó nước lên rất là nhiều luôn rồi. Nó chỉ có một mình thôi nên Phương không có dám thả đi thằng Lan lâu. Phương chỉ thả ra ngoài một tí xíu xong cho nó vui chơi, nó giỡn tí xíu rồi Phương lại để nó trong cái lồng như thế này nè. Ở trong đó thì cũng có hơi cỏ, với lại là Phương có để một cái thau nước trong đó, khi nào nó thích đó, thì nó cảm thấy cơ thể của nó muốn vào trong nước đó, thì nó sẽ vào, như vậy thì dễ hơn. Cả nhà thấy hôm nay nè, đó nè. Có một số khán giả bình luận nói với Phương là nhìn chip chip giống như là chip chip, kiểu như là chip chip bị lé sao á, nhìn mắt chip chip nó cứ xéo xéo. Phương không biết nữa cả nhà ơi, hay là do chip chip ở dưới nước mấy hôm á rồi lạnh rồi kiểu giống như là những cái giác quan trong cơ thể nó không có được bình thường hay sao á, là Phương nhìn chip chip cứ nghiêng nghiêng cái đầu rồi cái cứ liếc 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 Phương không à. Không biết có bị lé không biết nữa. Ai để mình đi ra ngoài đây, Phương sẽ ăn cái đống gạch. Mình lấy thêm cái thau, cái thau mũ nè. Đây thì Phương sẽ đẩy gạch ở trên nước luôn cả nhà, nước rất là nhiều. Không biết được bao nhiêu nữa là nó muốn thẳm rồi cả nhà. Nhưng mà như thế này thì mình sẽ lấy được nhiều gạch hơn. Đi, đi con ơi. Chỗ này là ngập nhiều nhất nè, như chỗ này cái vùng trũng. Gần tới đầu gối Phương luôn. Chỗ này là đất thấp nhất luôn cả nhà. Mình không có lót mấy cái chỗ này được thôi. Mình chỉ lót duy nhất là những cái đường mình đi thôi. Lót để Phương thử lót lên một lớp coi nó có cỡ hơn. Một lớp vẫn là đã khô rồi cả nhà. Nhưng mà một hai hôm nữa tình hình nếu như có mưa lớn nữa thì chắc là phải thêm gạch hơn nữa. Bây giờ một lớp lên nữa là hai lớp rồi, nhưng mà chỉ còn có tí xíu thôi à. Mình lót ngang như vậy đi. Đó, mình lót ngang như vậy để cái bàn chân mình bước ta, bàn chân mình bước tới như vậy nó dễ hơn. Mình lót ngang khoảng cách như vậy đi ha, tại vì ở dưới nó có một cái lớp à, một cái lớp đều với nhau, dày với nhau rồi. Ở trên thì mình sẽ ui da, trời ơi kiếm lửa ông nội ơi. Trời ơi coi nè, kiếm lửa kiểu như là nước ngập á, nó không có chỗ ở á, rồi cái nó kiếm chỗ nó ở, nó đều lên mấy cái cây á, những cái mô đất rồi cao quá cả nhà.
Phương có gạch ống dư để mà lót. Chứ hồi năm trước đó là Phương lót bằng cây chuối. Cây chuối ở đây mình bè theo nước nè. Tại vì bây giờ ruộng đều ngập hết tất cả rồi. Mình sẽ bè đi theo nước. Con lên đó kiến cắn con nữa, gấu ơi. Chuột dạ? Chuột nó chui vô cái lập gắn của con. Rồi wow. Nó bị ngợp luôn rồi. Còn một con, hai con luôn. Con chuột cấm len, con cấm nhâm. Còn một con cơm cả nhà. Rồi. Một con cống ngâm nè, con này là con chuột cống nè. Con này con chuột cống lớn luôn nè. Ui. Ui, xé cái miếng bào, cắn miếng bào. Còn con này là con chuột cơm. Ê, không phải, con cống luôn. Con cống luôn cả nhà ơi. Con cống còn nhỏ thôi, nó là con cống luôn. Tại vì Phương thấy nó có một cái lớp trong trắng. Đó, cả nhà thấy không? Cái loại cống là nó không dữ vậy đó. Nó gặp con trắng cái nó làm vậy đó. Ui kìa, nó cắn miếng sắt luôn kìa. Vậy là cái này là nguyên một bầy của nó luôn nè cả nhà. Con này chắc con mẹ hay con anh em gì nó. Ui kinh khủng quá à. Nước lên ngập là nó đi dữ lắm luôn. Con này thì để Phương xử lý nha cả nhà. Con này, con cống này không biết cống gì đây. Bây giờ thì Phương sẽ vận chuyển cái đường ở bên ngoài nha cả nhà.
Do là ở trong đây nước cạn quá, thành ra là mình cắt gạch lên không có bao nhiêu cho nó khẩm, cái nó chìm cái thao đi xuống tới dưới rồi. Mình đi đường ngoài đây thì gần cái mí mương á, nước sâu hơn. Cái con gấu ra nó trèo lên tới trên đỉnh luôn rồi kìa. Hồi nãy nó thấy ở trong này có chuột đó, bây giờ nó vô đây, nó hai đứa nó ăn gấu với ăn trắng, nó vô đây nó canh nữa nè. Phương giỏ đóng gạch ra là nó canh. Hồi nãy mới rước thì đây nè cái nha, mới có một con chuột chạy thẳng vào phía bên đó luôn rồi, hai đứa nó mới dí á. Bắt đầu giờ nó đứng trên đó nó canh đó, đây nó bắt hộp rồi, bây giờ nó canh nữa. Coi chừng té nha. Gò, nó còn lú đậu kia. Để tôi phát, phát. Trên này nè cả nhà, Phương chèn thẳng xuống dưới đây, lấy cái gỗ ra súng vô được hai con ốc với lại là một con cá sặc. Trời ơi, Phương tưởng con cá gì lớn lắm. Đây là con cá sặc bướm cả nhà ơi. Ơi nó nhảy. Con cá sặc bướm nha cả nhà. Tưởng con cá gì lớn. Thôi cá sặc thôi mình thả lại nha cả nhà. Phương tưởng con cá lớn lắm. Phương có văng miếng lưới ở ngoài đây nè, tí xíu nữa mình thăm. Thấy nó ra ngoài đó đi, thôi thấy đây là nó đâm đầu vô lưới dính nữa nè. Đây cái nhà ơi, để con đẩy cái thao này ra đằng trước, Phương làm cho xong cái đường đi rồi mình quay trở lại mình thăm lưới. Nãy Phương ngược con rắn xong rồi cái nó mất tiêu luôn nè cả nhà. Nó không mất tiêu luôn rồi, chắc nó chui ngược vô đống gạch này hay sao á, tôi không biết nữa, mà mất tiêu rồi. Phương kiếm với đợi nãy giờ mà không thấy, để đống gạch này cũng nhiều á, mới lại là ngập cái phần chân này rồi nè.
giờ Phương không có tìm được nữa. Nồi đằng đó luôn kìa. Vô phi. Để thao ra đi, bắt chuyện luôn đi. Ôi ơi, con gì nó quẩn đằng trước đó mẹ. Dạ, để lên đường ấy nè Phương ơi. Ôi ơi, con gì đó vậy ta. Để con bắt chuyện tới cho nha. Vô phi. Vô phi cái nhà ơi, ôi ôi. Quậy nè, Phương chặn con ngắn ra đây nè cả nhà, con gà lớn của mình bị dướng vô cây quá trời. Ủa, cá rô phi nãy ngon quá chừng mập luôn cả nhà. Đâu rồi, cái diện lớn đâu tiêu. Lưới quế cả nhà, không phải lưới ba mèn. Để
Phương dân ở nhà nên dân cá lên xuống thôi à. Mình không có đi ra sông ra kênh lớn nữa thì mới dùng lưới ba màng. Kiến hồi nãy Phương đu vô cây này kiến cắn Phương quá trời luôn cả nhà coi nè. Tới bây giờ mà vẫn còn kiến lấp lấp trong này nè. Do là nước ngập ở dưới chân quá trời nhiều á, cho nên là kiến nó tụ vô đây nè. Đó mẹ cho cả nhà xem kiến đây nè. Hết cái nó nổi kiến luôn cả nhà ơi. Nãy nó cắn Phương cũng quản luôn á. Cắn Phương mà hết thấy lần kiếm con cắn luôn. Máy động vô tí xíu rồi bắt đầu nó bu vô cái tay mình nữa. Ôi đang con nữa. Ui con cá rô lớn luôn. Thấy thì con cá rô ngon luôn đó nha. Nhiều ui ui chút xíu là đụng con sông thì nó hơn con sông. Thả lại đây nha. Ui con ngư phi này nó mập nè. Đây là mình có được con ngư phi này là ngon luôn nữa nè. Cơm thôi. Nên thì Phương không có đi ra đồng. Coi dọn dẹp nhà đó nha. Có một số khán giả hỏi Phương là sao không thấy Phương nấu ăn á. Thứ do là mùa nước lên rồi cả nhà thấy đó. Xung quanh nhà Phương nó bừa bộn. Bình thường là nó đã bừa bộn rồi. Và gặp ngay cái mùa nước này nó còn bừa bộn nhiều hơn nữa. Nên là Phương không có nấu ăn. Thank you.
lựa một trái đu đủ. Hy vọng là mình sẽ kiếm ngay trái đu đủ mỗi dịch đó. Và cá mình sẽ nấu canh nha. Còn cá thì mình kho khô quẹt. Thường đó thì theo Phương biết đó thì cái trái ở dưới là nó chín thì trái kế đó nó sẽ mở dịch, còn ở trên đọt này thì nó sẽ non nha. Ở đây Phương thấy có trái chín này nè, không biết có trái nào mở dịch nữa. Bây giờ mình sẽ coi cái mắt của nó nha, cái mắt của nó, coi cái mắt ở dưới cùng, chắc trái tròn tròn này mở dịch đó, hoặc là trái kế bên cái trái này nè. Do là cái trái này ra một cuốn nhưng mà hai trái nha, cả nhà xem nè, một cuốn mà hai trái, một trái là trái bí còn trái là trái hộp bầu. Trái này trái bí, trái này trái bồn dài. Cái bên này, ồ trái này chắc chắn mối dịch luôn nè. Ôi trái này được cái nha, hai cái này luôn. Nhưng mà không sao, cái này mình nấu canh thì mình khỏi cần bỏ đường nha cả nhà. Nếu như nó như vậy là nó đã ngọt sẵn rồi, mình không cần phải bỏ đường. Rồi, giờ thì Phương sẽ chuẩn bị làm cơm chiều luôn. Cảm ơn cả nhà hôm nay đã dành thời gian xem video của Phương nha. Cả nhà xem đến đây thì cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương nha. Hôm nay thì Phương không có ra đồng, Phương chia sẻ với cả nhà một cái clip về cuộc sống đời thường của Phương. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại vào lần sau.